Đây cái xe của chú này, chú ấy đang có một cái xe gọi là ba xe ba bánh bằng Honda, xe đang chạy được. Xe này vẫn còn nổ máy, ô nuôi chó trên xe luôn này. Mấy con chú? Ba con. Nhốt như vậy không sợ nó chết hả? Nát về thả ra răng. À. Rồi chú đi kiếm băng ra về thả ra răng. À. Có đi kiếm ăn xong là về là chó là nuôi trong cái lồng ở đằng sau xe này. À. Xe nổ hả? Người vô gia cư rồi bắt đầu nuôi thêm ba con chó nữa. Nuôi chó trên xe luôn. Là mình cột lại chứ nó phải chạy ấy chú. Ờ à, đúng rồi. Đòi xuống ạ. À. Ờ à, nó đòi xuống à. À bế xuống. À. À đó là một con. Cho chó ăn bánh mì à? Mày. Dạ. Tu. Cho chó ăn bánh mì với cho nước luôn này. Đó, ăn hết rồi. Cho chó ăn xúc xích, bánh mì. Chó này nuôi giống kiểu phương Tây á. Chó uống sữa luôn á hả? Dạ, uống sữa. Ôi chú ra. À, thấy này, bánh mì bóp nước ra xong bắt đầu cho đổ sữa vào này. Ồ. Oh. Bánh mì đổ sữa, rồi sau đó cho cả xúc xích vô nữa. Ừ. Ba con ăn một lượt hay một con một chú? Cho nó chia ra. Chia ra? Chia hết ăn. À. Chó ăn VIP quá ha. Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang đi trên đường Lý Văn Bích các bạn. Thì vô tình mình nhìn thấy có một ông chú này có cái biểu hiện khá là kỳ lạ, cho nên mình mới ghé lại để tiếp cận cũng như hỏi thăm về cái cuộc sống của chú này xem như thế nào. Thấy chú vừa đi vừa dắt chiếc xe đạp này. Trong khi đó thì đồ đạc chất đầy ở trên cái xe. Không biết là đi đâu, đi lượm ve chai hay đi làm cái gì đây. Ồ, treo quá nhiều đồ trên xe luôn nha. Chú có cái nón đẹp thế. Dạ, dạ. Có cái nón đẹp thế. Nón này lâu rồi. À, nón lâu rồi hả? Rồi. Ồ. Mà chú đi đâu mà chú đi kiếm ba đồ cái này nè. À kiếm mấy cái này bán hả? Rồi trên xe chất nhiều đồ quá ha. Vậy. Chú đi từ đâu lên đây? À, mướn nhà ở dưới Dương á. Mướn nhà dưới đường Hùng Vương á hả? Bình Dương rồi đây là chơi rồi được đội ba đồ chai luôn. À trời ơi đồ này gắn trên cái xe là cái gì đây? À ba đồ cổ mà. Đồ cổ hả? À, đồ cổ à. À rồi. Cái này mình bán hay là làm gì? À, treo chơi thôi. À treo cho đẹp thế hả? À đẹp thôi. À. Đúng rồi. Rồi cái này cái gì đây? Này cũng đồ cổ luôn, treo chơi luôn. Treo chơi luôn. À. À. Đúng rồi, đồ chơi à. Rồi chú tên gì? Tên Khía. Khía hả? Khía. À chú bao nhiêu tuổi rồi? 56 tuổi. 56 tuổi rồi. À. Chú đi vậy lâu chưa? Lâu rồi, đi hết 10 năm. 10 năm rồi? À. Rồi có người thân không? Có người quen ở dưới Bình Dương á. À, cũng có người quen, cũng có người thân. À. À. Đúng rồi. Rồi ngày nào mình cũng đi vậy hả cơ? Dạ. Ngày nào cũng vậy đi vậy á. À. Rồi trong này là cái gì chú? Này ba đồ cho đó, đồ ăn á. Nón bảo hiểm này. À, nó hiểm. Có nghe mình đi mình gặp cái gì là mình lượm cái đó hả? À. À. Còn cái này cái ná. Cái ná hả? Cái ná. Lấy con xem nào. Cái ná để mình đi bắn chơi à, chặt bắn kia. Bắn chim á hả? À. À. Chim ná à. Chú làm hay là người ta cho? Cái này ta cho. Người ta cho hả? À cho. À. Ná. Rồi vợ con chú đâu? À, sống mình à? Sống một mình á hả? À, đúng rồi. Mình nhưng à. Mà hồi đó đến giờ là có vợ con chưa? Có giờ thì thôi rồi. Thôi rồi hả? À. Có con không? Chưa có. Chưa có con? À, sống mình à. À. Ôi cha, thiết kế cũng độc lạ quá hả? À, đúng rồi. À, chà. Ngày về dẫn ai dẫn kêu vô. À. Về dẫn chắc kêu vô chắc. À. À. Này chế treo mình nhà chơi thôi. Cái này chế đúng không? Chế. Này mua lại ta. Mua nhiêu tiền cơ? 200. Rồi là mình kéo sao?
cái này nè. Đó, trong bao này. Cái này nè. Bóc này em bóc ra. Này là gì đây chú? À, 3 triệu 6 á. À, nó có đèn nè. Đèn nè, nhắm mà mới được. Cái đó đèn hả? À, món này. À, à. Đó. À. Rồi rồi là chú ở nhà trọ là tối có về nhà không hay là ngủ ngoài đường luôn? Xa quá mới ngủ ngày mới hiên luôn. Ngủ mấy hiên luôn? À, xa ngủ mới hiên luôn, tối về nhà người quen ngủ. Tối nhà người quen hả? À, người tối về với Bình Dương ngủ. Tối về Bình Dương ngủ? À. Là chú đi bộ từ Bình Dương lên đây à? Đây xe này. Xe này còn đạp được không? Đạp được. Đạp được luôn hả? À, được. À. Một ngày chú đi vậy được bao nhiêu tiền? Này đi vừa giờ kiếm ba này rồi treo giờ bán được đó 100 ngàn. À, một ngày kiếm 100 ngàn. 100 ngàn đúng rồi. Đói cái nón này, Ấn Độ, Lào, Hà Lan, Noel, China, à, Liên Xô. Rồi. Ghi mấy này chi chú? Chú là chú trước là chú hay đọc báo. À. Đó, báo hoặc mà chú hay nói đọc báo chú hay nói là 3 giờ. Giữ Ấn Độ. À. Thái Lan, Lào, Campuchia. À. Chú để hơi cái nón này, nón nỉ nè. Nón nỉ là nón của người ngư tàu á. À, có thôi. À. Chú về chú sao lại. Thì gắn như vậy là nó có mục đích gì hay gắn cho vui thôi? Gắn cho vui. Gắn cho vui thôi hả? À, mày gắn vui thôi. Cái này chú là hồi trước là chú có nuôi chó hả? Mà con chó chú chết rồi, chú mới giữ cái này. À, có nghĩa là ngày xưa nuôi con chó mà chó chết rồi bắt đầu giờ thấy con chó bằng nhựa là đeo lên đây luôn. Đeo luôn. À. Đó ngoài. Còn cái này nè. Cái này là chú có nuôi gà luôn mà con gà chết rồi chú gắn gà luôn. À. Đó, chó gà là hai thứ. Có thể nuôi con gì mà nó chết rồi là bắt đầu là lấy đeo lên xe luôn. À, chứ xe. Đúng rồi. Là thương động vật đấy đúng không? À, động vật. Không gà chó à. Rồi ngày xưa làm sao mà bỏ vợ? Thì khổ quá giờ có vợ bỏ. Khổ quá nên vợ bỏ. Đúng rồi. À. Giờ làm đồ giờ đập ăn được nổi. À. Đập ăn khó quá thì giờ chú không là chờ đùa không mà được đủ tiền. Vậy là nó chê chú nghèo hả? Đúng rồi. À. Nghèo quá là anh bỏ đi rồi. Chê nghèo xong nó bỏ đi. Đúng. Ừ. Rồi hồi đó giờ có về có gặp lại không? Giờ không gặp nữa. Giờ quen bả mỗi ngày hết 15 năm. 15 năm á hả? 15 năm. À, có nghĩa là bỏ được 15 năm rồi. Đúng rồi. Rồi đây là bình nước hả chú? Bình nước. À. Có đi có nước có đồ đầy đủ chứ đâu thiếu gì đâu. Nước. Rồi ăn uống thì sao? Ăn uống thì mình mua ngoài ăn. À. À, có tiền mua không? À. Có tiền mua không? Cơm có như là 10 ngàn hộp mua rẻ đó. À. À, 10 ngàn hộp á. Vậy là tối là mình ngủ ở trên mấy cái này luôn à? Không, tối là đây đây mình đi che lại. Rồi đi cái này mình chạy ra. Chạy dưới đó mình ngủ. À. Này nè. Có nghĩa là ngủ ở dưới đường đây luôn. Dạ, đúng rồi. Chú chạy sao chú chạy con coi nào. Mấy là ăn ngủ ở đường luôn. Sống kiểu vô gia cư á. À, này chạy nè, đó. Vậy là đi 10 năm nay rồi. À, đúng rồi. 10 năm rồi. Bao nhiêu đồ là chất hết lên xe. Đúng rồi. Đây chạy này. À là ngủ mỗi cái đó không á hả? À này đó, chạy ra. Mà nhà ngủ rồi, chạy ra ngủ rồi. Đó. Đó, ngủ nó sát ra chở xe luôn nó được. À phải kế cái xe mới được. Chở xe. Là có nghĩa mình ngủ mình rửa mình giữ xe luôn đúng không? À giữ xe đúng rồi. Rồi giờ đi cái khóa lại. Khóa đồ cũng thế đó ha. Giờ đi mượn mình đi dây cột lại. Cột cái giò lại. À mình cột cái giò xe lại cho người ta khỏi lấy đúng không? À đúng rồi. Có cái nào bị mất xe chưa? Có bị mất một lần rồi. Mất một lần rồi. À. À. Mất lần rồi. Thế xe này là mới mua à? Xe này ta mua cho. À người ta mua cho hả? Cho mất rồi ta mua tôi mua cho. Ai cho chú? Người hảo hạ tâm. À cho rồi mua cho này để mà chạy đà băng á. À rủ mọi người cũng khổ nó
Rồi quê gốc chú ở đâu? Ở ngoài Nha Trang Khánh Hòa. Nha Trang Khánh Hòa, mà đi vô đây? Dạ. Là đi vô đây lâu chưa? Chú vô đây lâu rồi, thôi vô hết chú đôi chú vô đây chú còn có 13 tuổi à. À, vô Sài Gòn lúc 13 tuổi. À. Rồi lấy vợ ở trong này. À. Rồi vợ chê nghèo quá vợ bỏ. Đúng rồi. Rồi bắt đầu là mới đi lang thang. À, có đi dù đi làm mướn ta làm mướn hồ. Có khi nào là do buồn quá không? Làm mướn hồ rồi chú đi cho làm thuê ta là đủ cái lương tiền biết có không đủ ăn. À. Rồi chú làm chú mua xe đi làm luôn. À. Làm hồ chú làm hồ là lâu làm hồ cái ngày có 25 ngàn à. À. Giờ chú nghỉ. Nghỉ rồi giờ đi rồi chú đi làm mướn ta nữa. À. À, đi mà chân bò. Nó trả chưa rẻ quá chú làm luôn. À. Cũng tháng có chịu có 1,5 triệu à. À. Bao cơm luôn cái nhà cửa mà chú làm tháng chú nghỉ rồi. À. Đó. Rồi chú giờ đi xe này luôn, mua xe này luôn. Rồi chú dạy xe này mất rồi chúng ta cho ta muốn cho mua xe cho. Có khi nào là do chú buồn tình quá, buồn vợ quá chú mới vậy không? Vậy chú khổ quá. Chú khổ quá giờ chú vậy luôn sao giờ? Có khổ quá cho nên là vợ nó mới bỏ. Đúng rồi, khổ quá. Rồi giờ làm ăn không đủ, giờ đủ không đủ ăn. À. Giờ bỏ. Rồi quê mình giờ còn anh em gì không? Không, ngoài á. Chú ngoài á. Giờ chú rồi cho mình là chú rồi con cái xe chú đi ăn cơm quán cơm chợ người Hà Đông á. Dạ. Cho rồi tắm giặt ở đâu chú? Thì tắm giặt chú vô ngay ngay chợ. À. Chợ ta xin ta tắm. À. Đó tắm rửa rồi chú rồi chiều rồi chú rồi đi ra chỗ ngoài cái chỗ hàng này của anh ở xưa đó. À. Xưa chú ngồi đó anh tối như cho quà. À, tối người ta cho cơm. À, cơm. À. Người ta cho được 50 trăm rồi. Giống kiểu là có cái điểm rồi đúng không? Ví dụ như cứ ban ngày là ở đây lang thang. À. Tối về đó là có người cho ăn cho uống. À, đúng rồi. À. À. Tới ngày là người ta tới người ta cho đúng không? À, đúng rồi. À. Rồi thì người ta mua rú hạt dừa không bán á. Nón này 2 triệu không bán hả? Nó mua thật mà. Ờ. Nón này bằng dừa hay là bằng nỉ mà đi. Bằng nỉ rồi chú dán dán cây luôn. À sơn. Sơn luôn. À, mua sơn. Sơn rồi nó không sao á. Ai mua chú 2 triệu? Cái thằng kia mua. Có nghĩa là cái nón này là người ta mua. Là nó mua về chân. À. Chân hơi mà không mà nó chân hơi mua về chân hơi. Vì nó thấy là nón này nó lạ nó mua về chân. À. Đó, bọn nhà chưa hơi mà giờ không bán. Vậy là bao nhiêu chú mới bán? Không bán luôn. Không bán luôn. Chú để bán làm luôn. Kỷ niệm thôi đúng không? À, đây là rồi thà. À. Mà cái này chú về chú nó nghỉ thôi nó được của ông già. Dạ. Ông già đòi rồi nó mòn vải. À. Chú đứa keo chú cho vô. À. Sơn hết. Con bò cạp à, cái này là con bò cạp. À, bò cạp. À, bò cạp này có cái kiếng này. À, bò cạp đúng rồi. À. Chú sơn vô. Chú vô chú dán keo rồi nó cho nó chống nước. À. Còn để là mình để nó ướt ráo à, để nó vải ướt ráo à. Ừ. Đó. À, nó này cũng mới giờ ông già. Dạ. Già rồi đó. Rồi chú mình mới đến này rồi nè. Rồi bây giờ là chú tính sống như vậy cả đời luôn hả? Sống rồi, sống qua ngày luôn. Sống qua ngày luôn. À. À. Không tính là về quê, không tính lấy vợ hay là không tính đến lập nghiệp à? Giờ cuộc đời chú dài rồi. Số phận chú dài rồi. À. Đó. Giờ mà phải khổ chịu không? Giờ chú muốn lên là không giờ đâu giúp đâu. À. Đó, bạn bè chú không có. Bạn bè chú không có ai á. Có nghĩa là mình cũng muốn lên nhưng không ai giúp đúng không? À, không. Nhưng mà giờ chú tính làm cái gì? Chú gì là chị á. Chú cần gì có chỗ ăn ở thôi. À. Là chú chơi đi về mình nghỉ thôi. Chú cần thôi, còn giờ cái nghề này chú vẫn còn làm được. Nghề gì chú? Ba này nè. Nghề bê chai. À, xong còn số vượt. Có ăn ở chờ xong mưa cứ lúc. À. Đó. Thì nói chung là giờ chỉ cần chú ăn chú ở, chú ngủ thôi đúng không? Đúng rồi. Không lang thang. Cái này á, cái lọng đây chú mới dán cây vô. Dán cây vô. Kiểu nó là nó bắn á, điện nó rộng xịt ra, bắn được. Dạ. Để dán cây vô chắc, nó giữ được. À. Cái này chú mua người ta á. À. Mua trong kiểu á. Này là mấy cái bánh người ta cho hả? À, bánh người ta cho. Mì tôm nè. Dạ. Cái này về cho mấy con chó ăn.
À, chú nuôi chó hay gì? Chó nó, con một con chó nó. Chú nuôi hay gì? Nó nuôi. Ủa, nhưng mà có nhà không mà nuôi? Cứ bỏ vô xe, bỏ xe nữa. À. Xe ba gác. Còn cái xe ba gác nữa, đang để một chỗ. Đó. Để về tối ngủ ở đó. À. Là giờ ở chỗ nào cơ? Giờ chú ở đường, bây giờ chú ở đậu xe đường đó, đường ngã tư Nguyễn Hậu á. Nguyễn Hậu á hả? À. Từ đây đến xa không ta? Đúng gần. Nguyễn Hậu, hay mình chạy xuống đó thử đi, xem cái xe của chú đi. À. Nghe nói chú là còn một cái xe ba gác nữa, rồi bắt đầu là chú lấy cái xe nhỏ này, giống cái xe nhỏ này để đi. À. Còn là cái xe lớn là để một chỗ, về đấy ngủ đúng không? À, đúng bây rồi. Giờ mình thử về chỗ chú mà. À. À, đi. Bây giờ mình thử đi theo chú về cái chỗ cái xe lớn của chú xem cái chỗ ăn ngủ chú như thế nào, có khả năng là ngủ trên xe ba gác luôn. Vậy là ngủ trên xe ba gác luôn à? Đi xem cái nhà của chú như thế nào ấy. Khá là tò mò về cái chú này. Rồi đi, chú đi trước rồi con đi sau. Cột lại đồ. Chú ở vậy là có ai bắt nạt hay là đánh đập gì không? Và chờ mấy thằng Cường đuổi. À. Thấy đậu đuổi. À. Rồi đi, mình về chỗ nhà chú quay xem cái xe ba tự chế của chú là cái xe nào. Nhìn rất chi là. Đeo khẩu trang đàng hoàng nha, đội nón đội đeo kiếm đàng hoàng nha. À đeo kiếm. Đeo kiếm, đeo khẩu trang, đội nón đàng hoàng. Rồi đi. Chú đi trước con theo sau nha. Đã về đến cái chỗ cái xe của chú này các bạn. Rồi sao chú không đi xe kia mà chú đi xe này? Xe này đi gọn hơn. À xe này đi gọn hơn. À, xe này để bên bá đồ. Mình để đây người ta không ấy à chú? Nhà xe. Xin người ta hả? À đây cái xe của chú này chú ấy đang có một cái xe gọi là ba xe ba bánh bằng Honda. Xe đang chạy được. Xe này vẫn còn nổ máy. Ô, nuôi chó trên xe luôn này. Mấy con chú? Ba con. Nhốt như vậy không sợ nó chết hả? Rác về thả ra rằng. À. Rồi chú đi kiếm ăn ra về thả ra rằng. À. Có đi kiếm ăn xong là về là chó là nuôi trong cái lồng ở đằng sau xe này. À. Xe nổ hả? Rồi chú nuôi mấy con chó này lâu chưa? Lâu rồi. Nó có ra không? Nuôi bữa nay được có 5 năm rưỡi. Năm rưỡi rồi. À. À. Đi kiếm đồ ăn cho nó luôn. À, đúng rồi. Nuôi chó trên xe luôn. Ừ. À, xe đang nổ bình thường. Để đây xong bắt đầu dùng chiếc xe đạp bắt đầu đi. Mấy con chó khôn nhỉ? Vì thức ăn này thì chưa thả ra. Thả ra cho ăn. Sống mà nuôi nhấc hẳn lên được không chú? Ồ. Oh. À. Sống trên xe ba gác mà nuôi chó trên xe ba gác mà nuôi ba con luôn. À, thả ra. Đúng rồi. Cho đồ ăn này nè. À cho nó ăn luôn. À rác rồi chẳng giờ. À thả ra chẳng. Dạ. Rồi. Nuôi ba con là có nuôi gà không chú? Gà vậy. Gà chết rồi giờ chú có gắn gà thành gà như này nè. Ô, nó chết rồi mà chú gói trong đó hả? Gói gà hình đó. À đây này cái xe của chú đi treo hình gà đây nè. Treo khỉ, treo gà, treo đồ tùm lum ở trên cái xe này. À gà chết rồi. Đó. Là chú chôn rồi đúng không? Dạ chôn rồi. À tưởng là chú để trên xe luôn chứ. À nó để chôn rồi. Ừ. Đó gà này bằng đồng nè. À gà bằng đồng. Gà mổ nè. À, trên cái xe chú là không thiếu cái gì luôn á. À đó. Dưới này là cái gì chú? Này ba đồ ăn cho chó nè. À đồ ăn cho chó. À đồ ăn này nước nè. À.
nước đã đủ nè. À đó, mười mấy năm sống trên xe bây giờ là không thiếu gì trên xe hết. Đúng rồi. Quần áo dép đủ loại luôn. À, cái nón này chú còn cái nữa. À là hai cái nón lận đúng không? À. Chứ không phải là một cái. À có. Nón đấy người ta kêu bán mấy triệu chung bán ạ. À, đã mua chung đó. Ừ. Chó này mình nuôi vậy nó không sợ nó bị ngộp à chú? Nó quen rồi. Nó quen rồi hả? Nó quen rồi. Sống mấy năm trời rồi mà nó quen rồi đúng không? Rồi. Chó này nó quen rồi. Giờ bây giờ nó giờ thả ra sợ giờ sợ người ta vừa bắt á. À, chán thì mình thả ra nó chạy lung tung không? Không, sợ người ta bắt thôi. Nhưng mà chú thả ra nó có biết đường nó leo lên xe không? Biết. Chú thử thả nó ra coi nào. Thả ra đi rồi tụi anh không biết à. Mình thả mình cột nó lại hay là mình để? À vậy á, chú vừa rồi rồi nó chú mở nắp ra, mở nắp ra. Mở hẳn nắp ra luôn. Mình thả xong lúc nào mình kêu nó về nó leo lên xe à? Thả đây rồi chứ nó muốn rồi lên xe. À nó muốn leo lên xe. À vậy. Ngô ha. Có cái nuôi chó mà chó nó khôn tới mức mà tới giờ là nó leo lên xe nó nằm luôn. Đây. Vậy là lúc nào mình muốn treo nó kêu nó lên là nó lên hả chú? Từ nó lên xe à, nó muốn giờ leo lên xe à. À muốn nó leo lên đấy nó nằm đúng không? À, chơi đã lên xe à. Người vô gia cư rồi bắt đầu nuôi thêm ba con chó nữa. Nuôi chó trên xe luôn. Là mình cột lại cho nó khỏi chạy hả chú? Ờ à, đúng rồi. Đòi xuống à. Ờ à, nó đòi xuống à. À bế xuống. À. À đó là một con. Mỗi con là một giây. Lúc nào nó không nằm là từ nó leo lên xe. À. Vậy. Lạ ha. Cho hết cho xuống dưới. Này cho ăn nè. Lấy đồ ăn cho nó ăn đó hả? Đôi chó trên xe luôn mới ngộ chứ. Cho chó ăn bánh mì à? Mày. Dạ. Tu quá. Cho chó ăn bánh mì với cho nước luôn này. Đó, ăn hết rồi. À, là mình bóp cho mềm ra nó cho nó ăn hả chú? À, đúng rồi. Để mỗi lần cho chó ăn cũng mệt ha. Cho ăn bánh mì này, xúc xích này á. À. Cho ăn xúc xích, bánh mì. Chó này nuôi giống kiểu phương Tây á. Chó uống sữa luôn á hả? Dạ, uống sữa. Ôi chú ra. À, thấy này, bánh mì bóp nước ra xong bắt đầu cho đổ sữa vào này. Ồ. Oh. Bánh mì đổ sữa, rồi sau đó cho cả xúc xích vô nữa. Ừ. Ba con ăn một lượt hay một con một chú? Cho nó chia ra. Chia ra hả? Chia ra. À. Chó ăn VIP quá ha. Thôi, các bạn nhìn thấy này. Chú cho chó ăn mà cho ăn xúc xích này, cho ăn sữa này, bánh mì này. Cho ăn giống kiểu là nước ngoài ha. Cho như vậy ăn á. Đổ thêm nước hả? Và là chú thường xuyên sống ở cái khu này hả chú? À đúng rồi.
Lâu lâu về với Bình Bình Dương. À lâu lâu về với Bình Dương. À mà. Lúc phải đi du lịch về đấy nhỉ? À. Đi xe này về nè. Đi xe này về luôn. À. Đi đường có bị bắt không? Không. À, mỗi con vào một cái máng chia ra chăn ăn. Ủa hai con đó là cho ở trong hả chú? À, trong. Ở đi. Lát ăn giờ. Đó ăn. Quá kỳ lạ luôn. Đổ nước uống rồi. Nó không ăn nè. Giờ nó có đổ nước uống rồi. Nó bị rất đói đâu. Dạ? Bây giờ đi ăn à. À cho nó uống nước, cần nước lọc và nước suối đồng hàng nha. À. Cho nó nằm trên xe nó nắng mà che bằng mấy cái đấy không biết nó sống nổi không. À, nó sống được năm mấy rồi mà. À. VIP không ấy. Xong. Rồi mình đi vậy chú có đủ sống không chú? Cũng đủ. Đủ hả? À đủ. À. Rồi có muốn giúp đỡ gì không chú? Giờ cứu chú chỉ cần giữ rồi giờ về chỗ nghỉ thôi. Về chỗ nghỉ che mưa nắng che nắng. Chỉ là kiếm cái chỗ nào đó che mưa che nắng hả? À. Rồi bằng này giờ đi nhờ kiếm ba đồ. Bộ nghe chai sống. À. Một ngày mình kiếm được bao nhiêu tiền? Tiếp theo. Có khi ngày kia kiếm được 100 hoặc là 200, 300. À vậy cũng đủ sống ha. Ờ vậy. À. Người ta giới thiệu cho. Rồi chú có muốn con giúp chú cái gì không? Giờ chỉ cần kiếm chỗ nghỉ nhà chỗ nghỉ chỗ, ra vô vậy. À có cái nhà ra vô hả? À, được rồi. À. Giờ che mưa che nắng thôi. Che mưa che nắng. Nhưng rồi chú cần cái đó. À. Còn giờ sống này chú sống giờ nhưng sống khỏe rồi. À. À vậy khỏe rồi. Sống vậy là khỏe rồi đúng không? À. Không phải lo nghĩ gì đúng không? À, đúng rồi. Ý là chú thu nhập của chú một ngày cũng khá là nhiều tiền. À, chỉ cần là ví dụ như thế là có chú ăn chỗ ngủ. Bây giờ ví dụ như có ai mướn chú để làm vườn mà người ta có nhà cho chú ở chú chịu không? À, chịu. Sống mà làm vườn á? À chịu. À. Sao chú có chỗ ăn ở được rồi? Biết chưa, cho ăn chú ở là được rồi đúng không? Dạ, rồi chú về chú rồi để đồ nhà rồi. Người ta chú cần chú ví dụ như làm vườn này, coi nhà, coi cửa này, tới trồng làm vườn á. À. À, nếu vậy có ai cần thì con liên hệ chú nha. À, con tới đây cần tìm chú nha. À, thôi thì mình cũng ghé thăm chú và thấy cái cuộc sống chú như thế này thì để chia sẻ, nếu mà có ai muốn nhận chú làm vườn hay cũng có một số mảnh con có liên hệ mình có nhà trọ miễn phí đấy. Để xem có phù hợp hay không thì mình sẽ tới mình tìm chú để cho chú tới cái nơi ở mới. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip sau nha.